Chú rể qua đời, cô dâu 18 tuổi vẫn làm đám cưới một mình. Đã điển sẵn ngày cưới, nhưng vì tai nạn giao thông, chú rể đột ngột qua đời. Thế nhưng cô dâu AT, 18 tuổi ngụ ở Long An, vẫn quyết định tổ chức đám cưới dù chỉ có một mình trong ngày trọng đại. Câu chuyện khó tin của chị AT khi làm đám cưới không có chú rể được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội trong những ngày qua. Ai cũng xúc động và khâm phục cô dâu trẻ. Xin được đeo khăn tang, làm theo những thông tin này, báo thành niên đã tìm đến tàn nhà của cô dâu A. T vào một ngày cuối tháng 5. Dù đau buồn, nhưng chị vẫn niềm nợ tiếp chuyện. Tề kể, T và người yêu là anh T, 22 tuổi, chính thức thành đôi từ đầu năm 2014. Vài tháng sau thì người yêu đi lính, trong suốt quãng thời gian này, cứ mỗi dịp cuối tuần, T lại đến đơn vị thăm người yêu. Nhiều lần về phép, anh cũng đến rước người yêu qua nhà mình. Hai đứa quấn quýt nhau, gia đình hai bên đã bàn bạc, để khi nào anh vừa ra quân sẽ tổ chức đám cưới, coi ngày xong xuôi hết rồi, đến ngày anh tê đi khám bệnh thì xảy ra chuyện. Từ khi nhìn thấy anh bắt động cho đến khi bà nói anh mất rồi, em chẳng còn cảm giác gì, tê nói trong xót xa. Đến khi đưa anh về rồi, phát tang, tê xin ba mẹ của anh để cho tê được đeo khăn tang, nhưng gia đình không đồng ý, vì tê còn cả tương lai phía trước hôm sau tê nói rằng mình đã mang trong mình giọt máu của người yêu thì gia đình mới đồng ý mới cách đó ba bốn ngày em báo tin có thai ảnh còn mừng rơn vậy mà ra đây đột ngột tê bỏ lựng câu nói lo xong đám tang cho người yêu tê xin phép được tổ chức đám cưới như đã định, để được về chăm sóc ba mẹ tê như đã hứa hơn nữa tê lại là con trai duy nhất nên căn nhà bây giờ lại càng thêm trống trải đêm tân hôn cùng bốn bức tường. Ngày 22 tháng 5, đám cưới của chị được tổ chức. Mặc dù không có chú rể, nhưng nghi lễ vẫn đúng như phong tục. Bà con hai bên có mặt đồng đội chúc phúc, nhìn cô dâu cười cảm ơn ai cũng nghẹn ngào. Vừa mân mê đôi nhẫn trên ngón tay áp út, tề vừa nói, em đeo luôn phần của anh ấy. Nếu như đêm thành hôn mọi người đều đỏ áp tay gối bên nhau, thì tê chỉ có duy nhất một mình cùng với chiếc điện thoại lưu giữ những hình ảnh và tin nhắn của hai đứa để bảo bạn trong căn phòng mới xây của nhà chồng nhìn bốn bức tường chiếc gối trống rắc tê chạnh lòng rồi lại ngốc nghín từng tin nhắn trong hồi tượng mở tấm hình cưới được bạn ghép tặng tê nói bộ ảnh cưới chưa kịp thực hiện tụi em định chờ ảnh ra quân xong rồi đi chụp luôn cho đến tận bây giờ đều đặn vào bữa sáng ngủ dậy Tê lại tấp nhang cho chồng ở nhà trước rồi xuống nhà sau ngồi. Tê bùi ngùi. Em sợ thấy hành thờ của anh em lại không chịu được. Nhưng kinh khủng nhất với Tê có lẽ là khi màn đêm buông xuống. Tê tâm sự. Em vốn rất ít bạn, có gì đều tâm sự cùng với người yêu. Nhưng từ ngày em mất, em phải giấu hết vào trong vì còn nghĩ cho con. Đám cưới đãi 150 mâm. Tê ra đi đột ngột vào ngày 9 tháng 5 Vậy nhưng đến nay, mỗi khi nhìn đến bàn thờ của đứa con trai duy nhất, ông Cao Văn Dẹo là cha của anh lại ngắn nước mắt. Nói về đứa con trai xấu số, những giọt nước mắt của ông Dẹo luôn chầu trực rơi xuống. Mới sáng chợ nó đi khám bệnh, tôi nói đám cưới nó tôi đãi 150 mâm, đám cưới xong hết thì để lại giấy tờ nhà cửa cho nó luôn, căn nhà cũng vừa mới xây để nó cưới vợ, khang trang là vậy, nhưng nó thì đã ra đi mãi mãi tiếng tụng kinh trồng chiếc cát xét nhỏ trên bàn thờ của tê vang vẳng bên tai mọi người trong nhà nhìn vô định về việc cánh đồng mênh mông